mũi đơn này, xong đến một mũi tăng này, rồi lại đến một mũi đơn này. Và các bạn móc như mình cho mình là một mũi đơn, xong đến một mũi tăng, xong rồi đến một mũi đơn nữa, cho mình 4 lần như vậy nhé. Và đã được một lần rồi này. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, tiếp theo là 3 mũi tăng, sáu chân còn lại mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 9. Sang vòng số 10. Từ vòng số 10, 11, các bạn sẽ móc mỗi chân là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 11. Sang vòng số 12. Vòng số 12 các bạn sẽ móc đầu tiên là 3 mũi đơn. Sau đó đến một mũi giảm. Rồi lại 3 mũi đơn. Xong đến một mũi giảm. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng nhé. Kết thúc vòng số 12, sang vòng số 13, các bạn sẽ móc đầu tiên là một mũi đơn, tiếp theo là một mũi giảm, tiếp theo là hai mũi đơn, xong lại đến một mũi giảm. Và các bạn cứ móc hai mũi đơn, xong lại đến một mũi giảm đến hết vòng nhé.
cuối hàng là một mũi đơn. Kết thúc vòng số 13. Sang vòng số 14. Các bạn sẽ móc một mũi đơn. Sau đó đến một mũi giảm. Rồi lại một mũi đơn. Xong đến một mũi giảm. Các bạn cứ móc như vậy đến hết vòng. Kết thúc vòng số 14. Đến đây các bạn sẽ thực hiện nhồi bông nhé.